Ok. Để cho nó lớn lên đi. Xin ăn năn. Ok. Cái môn học của chúng ta có tên là môn là lập trình thiết bị di động. Nhưng mà thực chất ở đây chính là chúng ta học là Android programming, có nghĩa là lập trình Android. Nó có rất nhiều những thứ để lập trình di động, ví dụ ít nhất là em ví dụ như học C#, ví dụ như là iOS chẳng hạn. Đấy. Thế nhưng mà trường mình dạy là dạy Android. Riêng Android nó cũng có nhiều thứ, nhưng ở đây là cô dạy Java thôi. Ví dụ cái Studio này em đã thấy là nó có hai thứ để dạy rồi, ví dụ có thể viết rồi, có thể viết bằng Java, có thể viết bằng Kotlin đều có thể viết được. Thì ở đây cô nói đúng tên cái thứ mà chúng ta học ở đây ấy, chính là lập trình Android và viết bằng Java. Android là một cái hệ điều hành. Đây, Android là một hệ điều hành mà nó là dạng mã nguồn mở. Nó được dựa trên ấy, hay là nó phát triển bởi cái hệ điều hành Linux. Linux cũng là mã nguồn mở. Nó được phát triển bởi cái tập đoàn gọi là Open Handset của Google. À, cái bản đầu tiên hay người ta gọi là cái bản thử nghiệm, the first beta, cái bản thử nghiệm đầu tiên được Google đưa ra năm 2007, nó đặt là Android ABK, nó đưa ra năm 2007. Em thấy là cái thời gian này cũng không hề sớm, cũng không hề là muộn, cũng lâu rồi đúng không em, so với bây giờ là bây giờ đến năm thứ 14 này. Vậy thì chúng ta sẽ có một cái nhìn tổng thể về 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 Android, hay là tại sao mà chúng ta học nó. Thứ nhất, nó là mã nguồn mở, nó là mã nguồn ngờ, có nghĩa là mình có thể được tái sử dụng lại những cái khác mà người ta đã làm rồi, mình không phải xây từ đầu, mình xây tiếp thôi. Nó gọi là mã nguồn mở là thế, thì đã được sử dụng những cái đã có rồi. Chính vì nó là một cái open source, thế nên nó có một cái gọi là những người phát triển rất nhiều, họ phát triển tiếp và nó có cái cộng đồng rất là phong phú, có cả những cái người giỏi, có cả những người mới học vân vân. Đấy. Chính vì thế mà thị phần nó tăng rất là nhanh. Và nếu cô không nhầm thì đầu tiên ấy, là cái Android nó ra đời từ năm 2007, cô dạy cho D09 là cái phiên bản đầu tiên mà cô dạy ấy. Là hồi đấy là cô còn dạy cho cái bản gọi là bản không có hệ điều hành, để nó viết cho cái bản không hệ điều hành, nó gọi là cái đấy gọi là Symbian. Sau đấy thì bắt đầu mới có hệ điều hành đấy. Và riêng có hệ điều hành đi chăng nữa thì em đã cô đã thấy nó thay đổi rất nhiều từ những năm đầu tiên mà cô dạy ấy, là hồi đấy nó còn chưa hỗ trợ về phần âm thanh nữa, tức là mạnh là cái dùng, ví dụ như thằng Nokia, thằng à, cô xin lỗi, thằng Samsung hay là cái công ty này công ty khác ấy, thì nó hỗ trợ phần âm thanh cũng không giống nhau, nó không đồng nhất đấy. Từ cái thời đấy thì nó chỉ có điện thoại, có nhắn tin, thậm chí nó chưa có kết nối vào web, nó chưa có phần web browser. Sau đấy nó đã còn có phần gọi là web browser, nó gọi là web browser đấy. Rồi thì là nó từ hồi nó chưa có máy ảnh, nhưng sau bây giờ có máy ảnh rồi, máy ảnh nó cũng có thứ đủ kiểu đấy, nó áp tách rất là nhiều. Và vì cái giá thành cho phần cứng nó giảm đi rồi thì rất nhiều lý do khác nữa, thế nên cái việc mà nó giảm cái giá thành phát triển ứng dụng xuống rất nhiều. Ví dụ như các em thấy là hầu như các cái game ấy là nó đi sẵn, nó đi 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 kèm đúng không, chỉ có những cái game sau cần phải mua thêm những cái item hay cái gì thôi, chứ còn cái game tối thiểu là gần như là đi kèm nó. Các em có thể được hoàn toàn down về từ gì nhỉ, down từ cái Google Play ấy, là đấy. Và vì vì là nó được rất là nhiều cộng đồng phát triển nhé, và nó được rất là nhiều người quan tâm và có rất nhiều những cái sản phẩm có sẵn rồi, nên cái tỷ lệ thành công của nó rất là cao nếu như em phát triển tiếp thêm một cái vấn đề gì đấy. Và nó có rất nhiều cái IDE để phát triển nó, ví dụ như chúng ta sẽ viết trên cái gọi là gì nhỉ, Android Studio, cái đấy là cái thông dụng thôi chứ không có nghĩa là nó chỉ có cái IDE đấy, có rất nhiều cái IDE để phát triển viết cho phần gì, phần app này.
cái hình này là cô dán hơi lâu rồi, cô định tìm một cái hình mới hơn để dán vào đây để cho em thấy được cái gọi là cái sự phát triển của nó như thế nào. Thế thì cô vẫn thích cái hình này, bởi bây giờ cái hình này mà thay đổi đi ấy, thì chắc chắn là phần Android bị down đi. Ví dụ cô nhìn cái năm 2016 ấy là nó down đi rồi. Nó không còn thị phần, nó không còn là 64,8% đâu. Cô thấy là down xuống là vẫn là 64 nhưng à vẫn là 84 nhưng là 84,2 thì đấy rồi đấy. Đấy, down. Thôi bây giờ chúng ta có cái nhìn tổng thể đi, bắt đầu từ sau khi release được 2 năm. Nó release từ năm 2007 mà. Và bây giờ là 2009. Thì em thấy là nó rất nhỏ. Cái năm đấy thì chủ yếu là người ta gọi là cái máy máy không hệ điều hành. Symbian là cái máy không có hệ điều hành đấy. Mà cô nhớ là cô từ cái thời đấy cô còn viết một cái game, cô luôn luôn phải tính xem là cái game đấy nó to bao nhiêu, nó toàn tính bằng k thôi. Từ cái game đấy là 200k hay là bao nhiêu k. Chứ bây giờ các em thấy có những game nó còn lên tới mấy trăm mê. Đấy, hay là những cái ứng dụng ấy, cái ứng dụng nào về đao về vớ vẩn ấy, vớ vẩn mấy chục mê rồi. Đấy, thì từ cái thời đấy thì các em thấy là có một cái là không đổi, bởi vì chắc là nó không nó xây dựng tất cả những cái service các thứ nó chỉ xây dựng trên hệ điều hành nó thôi, đấy là thằng iOS. Đấy, thằng iOS nó độc lập. Đấy, thì em thấy thằng iOS gần như không thay đổi mấy đúng không? Từ những thời đầu cho đến những thời bây giờ đi chăng nữa, thị phần của thằng iOS không thay đổi mấy. Nhưng mà rõ ràng là thằng 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 Android thì thay đổi nhiều. Đấy. Bây giờ thì nhìn trên thị trường bây giờ em thấy là hầu hết là chỉ có hai này thôi. Cái thời mà mấy cái điện thoại xịn xịn sò ấy, nó gọi là BlackBerry ấy, bây giờ cũng tắt ngấm rồi em. Nó cũng chỉ là cái bản limited thôi, chứ còn hầu hết là vẫn có hai cái này. Đấy năm 2016 và vẫn hai cái này chiếm. Bây giờ cô nghĩ bắt đầu có thằng Python đấy đúng không? Python bắt đầu cũng chui vào đây này. Đấy, cái cô cái này dán cô chưa xem những năm mới nhất, như hôm nay cô chỉ nhìn đến năm 2018, 19 gì đấy. Đấy thì bắt đầu thị phần đấy thì có giảm nhưng giảm vẫn vẫn rất lớn, các em nhìn cái màu xanh của nó vẫn rất cao, nên chúng ta học cái này cũng không không sợ gì cả để mà xin việc. Theo cô nghĩ thì không khó khăn gì để mà xin việc đấy, cô nịnh bợ đấy là lý do đấy. Nhưng cái đặc trưng của Android là gì? Các em nhìn thấy cái đầu tiên, cô sẽ cho nó lên đầu tiên, bởi vì nếu như bạn nào làm về cái giỏi về cái này, nó có hai thứ. Ngày xưa người ta chỉ nghĩ đến phát triển giao diện đấy, không người ta chỉ nghĩ đến cái bây giờ là về đồ họa này, tức là về nhìn thôi, tức là UI mà UI là user interface, tức là thỏa mãn cái vấn đề nhìn thôi, màu sắc rồi bố trí nó thế nào đấy. Thì bây giờ các em thấy là để tuyển một cái nhân viên làm về phần gọi là về phần giao diện các thứ đấy thì nó thêm một cái UX đấy, có nghĩa là user experience, cái trải nghiệm đấy. Tại sao cô nghĩ là nó có cái trải nghiệm này nữa? Bởi vì sao? Bây giờ các em tính đi, một cái máy tính ấy thì có thể một ngày em ngồi nhiều nhất là em chỉ ngồi kiểu on-site làm nhiều ấy, thì có ngày nhiều có ngày ít, thì trung bình em chỉ ngồi tối đa khoảng mười mấy tiếng thôi. Nhưng mà cái điện thoại hay là những cái thiết bị như kiểu iPad các thứ ấy, thì cô nghĩ nếu mà người nào có thì không, người nào cũng phải động chạm nó không không dưới 3 tiếng trong một ngày em ạ. Đấy, bây giờ lại còn nhất là lớp trẻ là TikTok rồi tất cả những thứ khác ấy, thì người ta sẽ muốn hiến tới một cái việc mà nó không chỉ thỏa mãn vấn đề nhìn mà nó còn thỏa mãn cái vấn đề gọi là tiện tiện nghi này, rồi thì gọi là vấn đề comfortable nữa. Rồi thì đấy, tức là nó thỏa mãn cái vấn đề mà người ta cảm thấy là dễ dàng này, rồi thì thích thú, rồi thì dễ sử dụng, rồi thì tiện nghi vân vân ấy. Đấy thì cái đấy nó chính gọi là phần UX. Thì bây giờ tuyển một cái người làm như kiểu làm web hay là làm app hay là làm service gì đấy thì nó có thể nó vẫn yêu cầu không như ngày xưa, nó chỉ yêu cầu một cái thằng gọi là thằng thiết kế này không thôi, mà bây giờ nó yêu cầu cả, em cứ search đi, nó có cả UI lẫn UX luôn. Cái phần này khó hơn này, cái phần trải nghiệm này khó hơn là cái phần phần này. Cái phần UI này nó chỉ gọi năng khiếu về đồ họa một chút nó là nó làm được. Nhưng mà cái trải nghiệm này cô nghĩ là ví dụ như một cái đứa chuyên về game ấy, thì cái tư duy về trải nghiệm ấy nó sẽ khác một cái đứa chuyên về 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 app hay là về service. Đấy, hay về
ví dụ nó làm quạt ấy, thì nó có cái trải nghiệm về cái quạt đấy khác nhau, ví dụ cái quạt đấy nó phải cánh nó phải thế nào, rồi nó phải độ mát ra sao, cái bán kính có rộng hay không, vân vân đấy. Đấy là những cái tư duy gọi là cái trải nghiệm cái khó hơn. Cái nữa các em thấy là rõ ràng bây giờ cô bảo là bây giờ các em đi đâu chỉ cần có điện thoại kết nối wifi hay là kết nối với internet và cần một cái thẻ có tiền là được rồi. Thế nên cái phần connectivity là rất quan trọng, đúng không? Phần kết nối chắc chắn rồi. Cái ngày xưa như cô vừa bảo với em là cái phần storage là mấy cái game nó chỉ bé tí thôi, mấy chục ca thôi. Thế mà em muốn mở đồ họa như đồ họa 2D thì có thể được, nhưng mà đồ họa 3D như ngày xưa nó gọi là lập trình Canvas ấy, thì được. Chứ bây giờ những cái đồ họa như kiểu 3D, những lại còn gắn thêm cả OpenGL nữa, những cái thư viện khổng lồ đấy vào nữa thì cái phần storage nó phải thế nào để nó mới mới làm được chứ em. Thì bây giờ nó phát triển này, và bây giờ nó phần storage nó lại không chỉ có lưu trữ trên đấy mà nó còn đồng bộ trên cloud, trên nhiều cái chỗ khác nữa, chứ không nhất thiết là cứ chỉ lưu trữ trong mỗi cái máy, cái hệ điều hành của em nhé. Nó còn lưu trữ trên những cái phần kiểu nó có thằng Google nó đồng bộ để em có thể gửi ở trên rất nhiều chỗ để storage cái này, ngoài cái vấn đề là nó gọi là cái storage ở trong cái hệ điều hành đấy, trong cái máy đấy. Cái này thì có từ lâu rồi em, message thì có từ lâu rồi, bây giờ nó phát triển web browser rồi, đúng không? Đấy, gọi là viết một lần để sử dụng nhiều chỗ đó, gọi là multi device đấy. Và rõ ràng một cái thiết bị cầm tay chúng ta sẽ ít khi sử dụng như kiểu con chuột hay là bàn phím, mà hầu hầu hết là chạm đấy. Thế nên nó hỗ trợ multi touch, nhiều chạm, đa chạm ấy, nó gọi là đa chạm. Nó có xử lý cái luồng ấy, cái đa luồng ấy, để nó chạy, mà lại nó có nhiều chế độ hơn một cái máy tính. Tức là nó có chạy 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 ngầm, tức là nó không không cần giao diện đấy, chứ kiểu máy tính thì ít hơn đấy. Chứ còn còn cái điện thoại của em có rất nhiều thứ chạy ngầm, tức là nó không cần giao diện. Chạy ngầm là hiểu hiểu như đơn giản là không không cần giao diện. Có những thứ mà ví dụ như Notify chẳng hạn đấy, thế là nó đấy, cô lấy ví dụ thế, hay là nó hỗ trợ nhiều 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 cái kiểu cái wire ghép, cái component mà em đẩy vào giao diện đẩy vào phía màn hình ấy. Nó hỗ trợ cái thằng nó ăn theo Google, nó chắc chắn nó hỗ trợ đa ngôn ngữ rồi em. Nó có cả Google Cloud Message nữa, có những cái tin nhắn có sẵn như kiểu hỗ trợ vào những cái thiết bị thông minh như cái đồng hồ cái thứ đó. Chắc chắn là có hỗ trợ wifi rồi, và đặc biệt là cái này hay này, cái sensor này. Cô nghĩ cái sensor này nó mở ra một cái việc là nó sẽ có rất nhiều những cái như kiểu bây giờ nó có một cái như kiểu gì nhỉ em, là liên quan đến cái việc y tế, rất nhiều thứ check nọ check kia, hay là đơn giản như này về sensor nhé. Nó gắn thêm cái điện thoại, nó gắn thêm được cả việc là đếm bước đấy, cái sensor đấy, rồi thì nhiều cái dạng sensor chứ không hẳn là cái sensor bland nữa nhé. Cái sensor bland này nó game thì cô không 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 dám nói, rất nhiều thứ là liên quan đến game rồi, nhưng ví dụ như là về về sức khỏe, rồi thì về về nhiều cái sensor để được để người ta muốn tích hợp. Cô lấy cái dự án của bọn Viettel ấy, là nó mở cái dạng gọi là healthy gì đấy, trên cái thiết bị di động, thì chắc chắn nó sẽ phát triển phần phần sensor này, nó hỗ trợ này, chứ không hẳn là game đâu em. Game thì tôi cũng nói rồi, game thì hay rồi, có thể lướt nọ lướt kia rồi chơi nọ chơi kia thì không tính đấy. Thì nó là một cái thứ mà cô nghĩ là nó là một cái thứ tương lai hơn là một cái máy tính để bàn ấy. Bởi vì các em thấy là cái thời gian mà cái con người ta gắn với một cái thiết bị cầm tay đấy nhiều hơn là một gắn với một cái thiết bị để bàn. Thế vậy thì người ta muốn tích hợp tất cả mọi thứ lên trên cái thiết bị cầm tay đấy hay hơn. Đấy, bây giờ nó còn mở rộng về mặt thiết bị nữa em ạ. Tức là nó nhỏ gọn này, nó có thể gấp lại, nó cuộn vào. Đấy, thì nó càng lôi cuốn con người ta nhiều hơn, tức là càng phát triển con người ta để người ta tích hợp là mang đi non, là nhiều thứ người ta cho vào cái điện thoại đấy,
tiện đi đâu cả mỗi đấy thôi, là ví dụ thế. Đấy, đấy. Dần dần có khi là người ta sử dụng, ví dụ một trong ngày nhé, thì bất cứ một người nào ấy, số lượng người sử dụng đã nhiều rồi nhé, cả người có công việc, người không có công việc, người ngồi nhà mà nhàn rỗi ấy, thì đây bây giờ, đây bây giờ thậm chí cô thấy là thậm chí là nó có cả những cái chương trình mà không có trên truyền hình mà lại có trên di động ấy, hay là có trên máy tính đấy, cô lấy ví dụ thế. Đấy, thì là nó là một cái thứ rất là màu mỡ để cho những cái người phát triển ứng dụng như mình ấy có thể phát triển nó lên cả về phần cứng lẫn về phần mềm, theo nghĩa là thế. Đấy là những cái feature đặc trưng để chúng ta có một cái nhìn so sánh giữa một cái ứng dụng viết trên một cái thiết bị để bàn với một cái ứng dụng viết trên một cái thiết bị cầm tay đi, nó gọi là di động, thiết bị cầm tay. Thiết bị cầm tay đây cô muốn nói cả là điện thoại, cả iPad đấy, tức là cả các thứ đấy, chứ không hẳn là mỗi cái điện thoại cầm tay đâu em. Cho các em nhìn tổng thể về gì nhỉ? Về toàn bộ bị thiếu, cô mới dán nó vào nó cũng bị thiếu. Cô thấy các bạn vừa bảo cô là bản, cô không dùng, thì cô, các bạn bảo là bản mới nhất bây giờ là bản 12 đúng không? Đấy, thì ở đây là bản 11. Thì nó mỗi một cái bản ra đời thì nó đều có một cái icon, có những cái icon khác nhau. Thì bản mới nhất bây giờ theo thấy các bạn vừa nói với cô là bản mới nhất là bản 12 rồi. Đấy, cô cũng vừa cài cái bản 11. Cái bản 11 vừa rồi cài cái studio ấy, nó cài để chạy trên cái bản 11 này thôi. Còn năm ngoái cô dạy là cô cài cái 12 này. À cái 10 này, cô xin lỗi, cái 10 này. Còn nếu mà chạy tối thiểu thì năm ngoái cô còn chạy cái bản 4.4 này. Nhưng bây giờ cô cài cái bản 11 thì bây giờ cái bản tối thiểu nó là 5 rồi. Nó không lấy cái bọn 4 chứ. Bây giờ bọn 4.4 trở về trước là không còn nữa. Bỏ. Tí nữa cô chạy cho bọn em nhìn là nó bản gọi là bao giờ nó chạy cái bản medium, minimum nữa, bản tối thiểu ấy, là cái bản 5. À, vừa rồi cô gửi của em rồi là cái thằng JDK thì có sẵn rồi. Em có thể đọc thêm cái phần requirement để xem là để mình cài một cái studio, Android studio ấy, thì cái cấu hình máy của chúng ta như thế nào để chạy cho nó đỡ bị giật, nó mượt hơn, tất là cấu hình. Ví dụ như máy của cô là cấu hình là Core 5 và vẫn chạy ok. Cô thấy cô dạy vẫn chạy ok, không vấn đề gì cả. Mà cô hầu hết là chạy trên gọi là máy ảo, chạy trên Elementor ấy, là cái máy mô phỏng ấy. Chứ còn nếu mà chạy trên mình build rồi một lần xong mình chạy ra mấy cái máy thiết bị của mình thì chắc chắn là ok rồi, nhưng mà hầu hết là khi dạy ấy, thì là cô chạy trên cái máy mô phỏng thôi. Thì em có thể đọc qua ở cái slide này. Còn tất nhiên là ở đây là chúng ta làm Java, thế nên phải có cái JDK rồi, cái core Java đấy, những cái core Java đấy, cái này cũng nghĩ là chắc là các em đều có rồi. Nó chính là cái standard edition, cái core Java, Java core ấy. Thì cái này chắc là vì trước nên bạn nào cũng có cái này rồi. Nhưng vừa rồi cô bảo bọn em là cài cái này, cài cái Android Studio nên cài nó khá là đơn giản. Các em cứ vào đây rồi em download nó về, nó tự mình tách được máy của mình. Rồi em download cái này về. Em download cái này về xong rồi thì em cài nó. Đúng không? Đấy. Thì ở đây đây. Bây giờ cô chạy nó nhé. Đây. Lúc cô download về thì bảo nó đây này, cái này. Cô cũng download về hôm 27 tháng 1 thôi, cũng mới thôi, cũng hôm này. Cô xóa cái bản cũ, xóa cái bản năm ngoái, dạy năm ngoái, kỳ trước dạy năm trước ấy. Giờ cô download cái bản mới. Thì nó đây. Cô muốn download cái bản mới để nó giống bọn em, để dạy nó giống bọn em, để khi mà ad thư viện các thứ khác ấy, nó đồng nhất nhau. Đấy. Khi em chạy lần đầu ấy thì nó hơi khác cô một chút, tức là nó chưa có project nào thì nó sẽ cần phải phải create một cái project. Còn cô chạy lần này là lần sau rồi. Đấy. Em chạy lần đầu là nó hơi khác, đây cô chạy là lần này là lần tất cả lần sau đều giống nhau. Em chạy lần đầu thì chắc chắn là nó xuất hiện một cái giống như tí nữa để cô để cho nó build xong cái này.
Kem chạy lần đầu ấy, thì nó thứ nhất là nó hơi lâu hơn, thứ hai là nó giống khi mà cô new một cái project mới. Thì bọn em chạy lần đầu là nó xuất hiện cái này. Thì chúng ta có thể tạo một cái project mới từ rất nhiều cách. Thì trong một cái project ấy, nó luôn luôn chứa một cái gọi là activity. Đấy. Nó có thể chứa nhiều cái activity, nhưng ít nhất là nó có một cái activity. Thì cái activity được chạy thì nó gọi cái activity đấy là main, và nó được launch đầu tiên. Nó giống như các em chạy ngày xưa ấy, thì cái lớp mà được chạy thì chứa thương thức main, thì ở đây một cái activity được chạy, tức là chạy được chạy đầu tiên ấy. Đấy, nó như là cái luồng main ấy, thì cái đấy nó gọi là được launch. Đấy. Thế thì em có thể chọn một cái basic em nhìn này, nó đã có một nút trôi rồi này. Đấy, em có thể chọn một cái bottom navigation, tức là nó có một cái, nó chia thành ba cái, ví dụ ở đây là một hai ba cái fragment. Hoặc là em chọn bất cứ cái nào tùy. Bây giờ chúng ta sẽ chọn một cái mà nó chưa có gì, nhưng nó có một cái activity để chạy nó rồi. Đây, nếu mà chọn cái này tức là nó chưa có một cái activity nào cả. Còn nếu mà chọn cái này tức là bản thân nó đã có một cái activity rồi. Đây, đấy. Next này. Ở đây em đặt cho nó một cái tên, giả sử bọn em là nhóm 4 ấy. Đặt một cái tên. Bài đầu tiên nó đặt là demo. Thì ở đây nó sẽ có một cái phần người ta gọi phần handle, event handle ấy, tức là phần lập trình ấy. Thì nó sẽ đặt trong một cái gói em có thể bỏ này đi. Nếu mà em nhìn như này thì nó sẽ có cái gói đầu tiên là gói com này, là com này, xong rồi gói example này. Trong cái gói example sẽ có cái gói này này. Đấy. Đấy. Thì là cái file Java của em ấy, nó sẽ nằm tận trong đây. Đấy. Đây là cái nơi mà em sẽ đặt cái project của mình đây. Tên tên cái project người ta lấy luôn làm tên là một folder, người ta bỏ cô bỏ cái dấu gạch đi, đây là tên của folder. Thì ở đây nó hỗ trợ cả hai, một cái Java hoặc cái Kotlin hay của Java. Thì bản này là 32, tức là cao nhất là cái thằng SDK là 32 đây. Đấy, nhưng mà nếu mà vậy thì có nghĩa là nếu mà mình viết là 32 thì nó sẽ không chạy đến bản thấp hơn, nhưng bản thấp thì có thể chạy được bản cao. Thế nên mình sẽ chọn một cái bản 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 gọi là minimum. Thì giả sử cô chọn cái bản minimum là 21 này, tương đương với cái năm này. Đấy. Tùy em thôi. Đây cô chạy này. Đấy, cho nó đỡ giật. Đấy, cô finish này. Chờ chờ nó chạy cái này, chờ nó build cái này của cô cũng chỉ có 5 thôi chứ không phải có 7 đâu em. Máy của cô ấy, cấu hình cũng thường thường thôi, tất nhiên là không phải cấu hình thấp rồi, chạy thằng này mà cấu hình thấp thì không chạy được. Cấu hình của cô cũng không phải loại cao, có nhiều bạn chạy mượt lắm. Cô thấy hồi xưa dạy lớp E, có nhiều bạn có máy cơ hình tốt mà thì chạy khá là mượt, máy vô bình thường cũng không cao không thấp. Thế cả chạy lần đầu nó hơi lâu rồi. Em thấy đấy, nó chạy xong rồi này. Đấy. Thì các em thấy là nó có rất nhiều người ta để có bạn thích để chế độ project file. Cô thì cô thường để thì các em thấy nó đây, nó tạo project, cái thư mục mà cô đặt nó đây, đây nhóm 4 này. Đấy. Thì nó ở app này. Đấy. Thì nó ở cái mã nguồn này, ở main này các em. Đấy. Thì có một là cái Java, là cái phần event handle ấy, cái phần file Java đấy. Còn cái này là phần resources.
Visual sheet ở đây nó sẽ gồm có ví dụ như layout này, hay là những cái hay là những cái giá trị mà em đặt. Đấy, cái value thì nó tương đương với ở đây này. Đây là Java này em. Đây là cái main ấy, nó chứa Java và phần resource sheet này, hai cái này. Đấy, đây là phần Java, như các em thấy là nó nằm trong cái gói này. Cái packet là, thực chất là cái packet này nó sẽ ở kia, nó sẽ là thư mục ấy. Đấy. Thì nó sẽ đây cái thư mục này. Đấy, đây là cái file này. Đây, cái file là, đây là một cái activity này. Nó tự mình để một cái empty này, tự đặt cho mình là cái main activity. Đây là file Java, main activity là file Java. Và các em thấy là nó sẽ đi kèm một cái activity, luôn luôn đi kèm với một cái layout. Đây, cái layout nó đây này. Đấy. Thì cái file Java thì nó đặt như hệt Java. Có nghĩa là một lớp mà. Thì nó viết hoa các chữ đầu. Đấy, nó vẫn theo nguyên lý của Java thôi. Thế nhưng mà một cái file layout này. Đấy. Chúng ta, nếu mà chúng ta ngày xưa chúng ta học Java FX thì chúng ta sẽ không thấy lạ gì với cái việc mà cái file XML để layout. Có cái là học Java thì nó không dùng cái này. Còn Java FX thì nó cũng dùng hệt thế này. Tức là nó tách ra là phần layout riêng và phần phần xử lý riêng. Đấy. Thì đây là phần layout em. Đây cái phần layout này. Cái phần layout này thì nó hỗ trợ cả phần design, tức là phần kéo thả đấy. Phần thứ hai là phần phần code, nó là file XML này. Và nó có thể có phần cả hai. Tức là mình code này mình có thể nhìn thấy được phần design ở bên đây. Nó có cả phần để kéo thả. Đấy như vừa rồi cô bảo là kéo thả nó chia thành phần text này. Phần text text view này nó như kiểu là label của thằng Java. Cái này nó như kiểu phần text field, đây là password field, vân vân. Đấy. Còn chia ra cho những cái phần text, phần nhập liệu ấy, nó khác nhau ấy. Như cái nút phần quay ghép, như cô bảo là nó hỗ trợ rất nhiều cái quay ghép. Đấy, riêng về phần layout các em nhìn này. Layout thì ví dụ như là có nó vẫn giống Java xem, cái layout nó tư duy của cái layout này vẫn giống Java thôi, linear layout rồi thì relative layout rồi thì frame layout, nó sẽ học học bài thứ ba. Bài thứ ba nó sẽ học về các layout này, table layout. Các em thấy là đầu tiên đưa nó ra, nó đã đưa luôn cái con chê layout. Vậy thì chắc chắn cái con chê layout là mới đấy các em nhé. Mấy năm về trước là chưa có đâu. Nhưng cô quay lại cô dạy cái này cũng thấy rất là lạ. Tức là nếu mà cô không nhầm thì cái này nó có cách đây có 3-4 năm nay với đẻ thằng con chê layout thôi. Thế vậy thì chứng tỏ thằng con chê layout là một cái thứ rất ưu việt. Thứ ưu việt có nghĩa là khi mở cái nó có luôn cái thằng con chê layout. Nó là một cái default mà. Thì chắc chắn nó phải ưu việt thì nó mới để là default. Default layout, cái layout đầu tiên đấy. File XML thì bao giờ nó sẽ bắt đầu bằng thẻ mở, kết thúc bởi thẻ đóng, đúng không? Đây, nó kết thúc bởi thẻ đóng. Đây là thẻ mở, một cái thẻ đóng. Và ở đây, ví dụ ở đây có một cái text view. Cái text view này thì nó như là gì nhỉ? Nó như là label. Nếu mà so sánh với Java mà các em đã học rồi thì cái text view này như kiểu label, nó như một nhãn. Thì ở đây nó là con chain layout. Ở đây cô dùng nó là con chain layout. Con chain layout dịch ra là nó có những cái ràng buộc. Đây, ví dụ đây. Đây là nó có ràng buộc này đấy. Cô lấy ví dụ cái ràng buộc dưới này. Có như là cái đáy của cái này. Bottom. Đáy của cái này nối vào đáy của cái thằng parent này. Đây này. Đáy nối vào đáy của thằng này. Ví dụ thế này. Trái của thằng này nối trái của thằng parent. Xong rồi phải của này nối phải của này. Hay là top của này nối top của này, và nó có thêm một cái nữa nó gọi là cái bias này. Cái bias ấy thì nó có cái bias ngang. Đây cái bias ngang, cái vertical là bias đứng. Bias đứng này. Bias đứng là tỷ số giữa cái khoảng cách từ cái top này này so với cả cái parent này. Đấy, bây giờ là 0,7 ạ. Cô đẩy lên trên nhỏ dần ấy.
cái bias này, em cái tỷ lệ đấy, nó có cả cái bias ngang, cái bias ngang là cái bên trái so với toàn bộ đấy, con đẩy nó sang này, nó bẻ đi để em nhìn cái bias ngang là so tỷ lệ của cái này với cả cái này, đây cô để nó đây giữa giữa này, đây. Đấy, giữa, còn đi đi giữa này nó 50 rồi. Cái này nó bắt đầu lớn lên này. Đấy, nó ở giữa giữa này. Đây, cái bé ăn. Đấy, nó cái bé ăn. Nó có những cái ràng buộc này các em. Đấy. Nó ví dụ nó có cái độ rộng này. Ví dụ crop content nó là nó to bằng cái này. Thật sự cô có thể để nó to cả cái này. Mass talent to hết cả. Cái này là chiều cao em. Đấy, đây là cái text, là cái chữ ở đây. Thật sự cô có thể để cái text size to lên đi. Bình thường cô nếu cô nhầm cái này là 12 ra. Bây giờ cô để nó. Thì đây nó giống hệt web. Em học web rồi. Là cái đơn vị đo thôi. Đây là dot point. Pixel. Mm này. Inch. Thì cái size này nó hay thường để dot point. Đây cái chữ này nó lớn lên này các em. Có thể để cái text size này, cái text size này có thể để chữ động. Xong rồi vừa nghiêng nữa đi. Cái italic này, vừa động vừa nghiêng. Gravity để giữa này. Đấy, cái chữ này để giữa. Đấy. Có thể đẩy nó lên trên này một chút. Đấy, ví dụ thế. Có thể vừa vừa kéo thả. Có thể hoàn toàn kéo thả. Đây hoàn toàn kéo thả. Đây cái phần puberty. Phần puberty của biển đường. Nó có puberty để em kéo toàn kéo thả không? Tí đấy nhá, con nói cái khác không hết giờ, tí nói cái đấy xong hôm nay giới thiệu với em, đấy, nó có cả chế độ kéo thả, rồi thì đây attribute, đây attribute, đấy, em có thể sửa đây, đấy, tức là đây là kéo thả hoàn toàn, đấy, có thể mình code hoàn toàn, hoàn toàn code hết, đấy, lấy ví dụ thế, ví dụ như code hoàn toàn chỗ này nhá, mình không để chỗ này nhá. Thì mình gọi là bottom to bottom. Ví dụ mình để nó parent này. Đấy, ví dụ top to top này. Mình để nó là parent này. Rồi left to left. À, left to left này. Đấy, để parent này. Có là ví dụ thế đấy. Ví dụ như là right to right. Mình để parent này. Có là ví dụ thế chẳng hạn. Đấy, mình có thể là code hoàn toàn. Hoặc là mình có thể kéo thả hoàn toàn. Đấy. Đấy, mình có thể là gì nhỉ? Có thể là vừa code vừa kéo thả để mình xem được là nó như thế nào. Đấy là tùy. Tùy em. Để em làm. Vậy là ví dụ em nhìn thường là mình sẽ vừa code vừa nhìn xem là cái này được chưa, hoặc là mình đơn giản để như thế này. Đấy. Vân để mình nhìn thấy nó. Đấy. Thì trong cái file này ấy, thì các em thấy là ảnh này. Và để vào đây này. Đấy. Còn những cái phần icon này nó để vào đây này. Đấy, còn những cái phần value chúng ta sẽ học dần là chứa vào đây. Ta viết thêm vào những cái thứ ở trong đây. Chúng ta học dần dần. Đấy. Thì ngoài ra nó có một cái file rất là quan trọng, nó gọi là cái file Android manifest. Thì ở đây nó có cái thẻ là thẻ manifest. Nó đều có thể đóng thành một file XML. Thì cái em application, cái ứng dụng của em đấy. Thì ở đây nó có ví dụ như là khi mà em chạy ấy, thì tất cả khi em chạy trên bất cứ một cái thiết bị nào nên nó đều có cái nó gọi là cái icon ấy. Thì em có thể đặt cái icon gì đấy tùy mình copy vào đây xong mình để draw, mình để đây hay để vào đây. Thế nhưng ở đây cô chạy mặc định thì nó gọi cái này đây, nó gọi sẵn cái này. Nó có sẵn cả cái rau ở đây, cái phía ngoài ấy. Đấy,
Rồi khi mà em thiết kế một cái giao diện ấy, thì nó ăn theo một cái theme rồi. Đấy, đây cô chưa sửa cái gì cả, nó vẫn ăn theo một cái theme mặc định. Thì cô vừa bảo là mỗi một cái ứng dụng thì ít nhất có một cái activity. Đây là chúng ta có một cái activity thôi, còn mai kia chúng ta lại có nhiều cái activity. Thì mỗi một cái activity nó đặt trong một cái thẻ, là mở một cái thẻ đóng này. Thì cái khi mà em chạy ứng dụng nhé, thì khi em chạy ứng dụng này thì nó luôn luôn gọi cái thằng gọi là launcher ấy, thằng là intent filter này, nó luôn luôn một cái action là main và cái category là launcher. Đấy. Thế vậy thì bây giờ em có một cái activity khác mà em hãy chạy thằng khác chứ em không chạy thằng này. Thì hai cái thằng thằng cái này name thì em biết rồi, name thì là tên của thằng thằng Java thôi. Đây, tên của nó này. Thế vậy thì em có thể bỏ hoàn toàn thằng này đi cũng được này. Cái này là đủ này. Để cho một cái activity. Đấy, thế nhưng mà cái activity nào được gọi đầu tiên thì phải có là action là main và category là launch. Bây giờ có một nên cô để nó như thế này. Còn mai kia các em làm nhiều bài ấy, thì nó khác. Đấy, là cái file, nó gọi cái file này là file Android manifest. Còn liên quan đến cấu hình thì nó có hai cái build Gradle này. Nó có một cái build Gradle Project và cái thứ mà các em rất là hay sửa, nó gọi là build Gradle app. Cái build Gradle app này thì ví dụ cô cái bản của cô là bản SK32 này. Rồi cái bản MIM mà nó có chọn đấy, các em thấy đấy. Đây. Đấy. Khi mà cái SK target mình chạy cho cái 32, nhưng mà bản thấp nhất là mình chạy cho cái này. Tất nhiên là cái bản đầu tiên để version 1 có hoàn toàn, bản sau đổi version 2 được. Đấy, không quan trọng gì cả. Nhưng các em thấy cái phần mà như kiểu cái phần mà thư viện mà em ăn theo cả cái ứng dụng này thì em sẽ đặt. Thì mai kia ví dụ em thêm cái gì vào đây, dán implement, nó gọi là implementation vào đây, cho vào đây. Thế nên muốn dùng cái gì thì hầu như là mình phải tìm ấy, tìm xem nó là cái gì để đưa nó vào đây, đồng bộ nó vào đây. Đấy, cái đấy rất hay thay đổi, đấy nó gọi là build gradle app, nó hay thay nào. Khi mà em làm một ứng dụng rồi ấy, đấy thì em sẽ nhìn ở đây phải tạo một cái máy à. Đây device manager này. Em nhìn này, device manager tích chuẩn vào đây. Ở đây là cô tạo rồi. Cô tạo sẵn rồi, các em chạy lần mới cài chưa có gì cả. Thì em chọn là create device. Đấy, thì em chọn cái nào tùy. Đây cô chọn. Em chọn bất cứ, đây cô chọn cái này. Em chọn cái nào, cái nick 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 nick. Xong rồi đến kết thúc thì nó tạo ra một cái máy ảo này để tí mình chạy trên cái máy ảo này. Bây giờ cô chạy nó nhé, nó sẽ chạy trên cái máy ảo này đấy. Chạy bài này, thì chưa có gì ngoài nó có mỗi cái chữ này thôi. Đây cô chạy nó, run nó. Đây, run nó. Đây cái máy ảo này cô đặt tên đấy. Cái á, hoàn toàn em đặt tên được cho cái máy ảo đấy. Cái máy ảo. Cái chạy ban đầu ấy. Đây, chỗ này à, đây cô có thể sửa sửa để chọn lại, sửa lại cái cô đặt tên nó thôi cho cái mail của cô. Cái này cô thấy nó thay đổi với so với cái hồi xưa năm ngoái cô chạy, là chưa có cái này luôn, chưa hỗ trợ cái kết đôi wifi luôn, thiết bị cái này cũng chưa có này. Cái bản này đã khác, nó khác từng từng năm một đấy em. Đấy, thì cô sẽ hướng dẫn chạy máy thật, bây giờ chạy máy ảo ạ. Để tạo cái máy ảo em nhé, đây em vào đây create, chọn một cái máy nào đấy, next 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 thì đấy, chưa khi cô có máy ảo rồi này, cô chạy nó này, run nó này. Thì cô thấy cái máy ảo này nó khá là đầy đủ,
Spotify các thứ đầy đủ hết. Nhưng mấy thật cả vào mạng vào miếc các thứ cũng ok, cloud các thứ đồng bộ có tất đúng hết, cái emulator máy nó gọi máy mô phỏng chạy dưới một cái đây, đây em thấy đây nó cũng giống hệt, nó cũng có wifi này, em có đầy đủ các thứ, cũng có chế độ plane các thứ đầy đủ, nó cũng có đây. Nhưng mà đây cái này có chạy lúc nãy cho đi này. Chạy đấy giống hệt luôn nhé. Còn đây cô hướng dẫn em chạy máy thật thì cái điện thoại của cô đang có vấn đề, okay. Em cô sẽ chạy trên một cái iPad này. Tất nhiên là cái thiết bị của em ấy nó phải phải cái điện thoại hay cái thiết bị ngoài nó đều thế các em nhé, đều phải có cái gỡ rối nhé. Đây nhé, đây cô cho cái thiết bị của cô vào này. Tất nhiên là cái để em chạy được, để ở đây nó phải bắn là một cái file mà, cái file BDK đấy gọi bán là một cái file, thế nên nó phải truyền được cái file đấy. Và thậm chí bây giờ cô có bạn nào về nghiên cứu có cái này nữa này, nó có thể bắn theo kiểu tất nhiên là thiết bị nó phải hỗ trợ, cái thiết bị nó phải hỗ trợ cái việc là gửi cái file qua wifi này đấy. Khi mà bây giờ cô sẽ hướng dẫn một em để em set setup để nó chạy được thì như thế nào. Lịch sử của cô là cô cho nó chạy trên đây nhé, cô đã dùng chia sẻ, dùng chia sẻ đây, cô chia sẻ cái máy này nhé, cái máy này. Thì lần đầu tiên bọn em phải làm như sau, cái điện thoại cũng thế giống hệt thế ra nhé. Em sẽ chọn là setting này, xong rồi em chọn tiếng Anh thì cái chữ đấy là chữ Urbaphone, tiếng Việt thì nó là thông tin máy tính, à thông tin điện thoại, ở đây cô là máy tính bảng, đây là thông tin máy tính bảng của em, nó gọi là thông tin điện thoại, còn tiếng Anh thì nó là Urbaphone thì phải. Thì em chọn cái đấy thì chọn cái thông tin phần mềm, tiếng Anh thì hình như nó là để là software information đấy. Không hiểu lắm. Thì ở đây các em thấy nó có cái số hiệu bản tạo, còn tiếng Anh thì nó đề là hình như là build number đấy, thì em tap vào đấy 7 cái, ấn vào đấy, ấn vào cái số hiệu bản tạo này 7 cái, cô thì cô ấy rồi đấy. Thế khi mà mình ấn đủ 7 cái rồi ấy thì em ra lại cái thằng thằng setting ấy thì nó có thêm một cái gọi là cài đặt cho người phát triển. Đấy, bây giờ cô cài rồi mà. Thế nên nó có cái chữ cài đặt cho người phát triển rồi. Còn bọn em thì chưa. Điện thoại của em đấy, chọn cái cài đặt cho người phát triển. Tức là enable developer gì đấy, tiếng Anh nếu mà là tiếng Anh. Xong rồi em chọn nó gọi là debug USB đấy, hay là USB debug tiếng Anh thì nó là thế, nhưng tiếng Việt nó là gỡ rối, gỡ lỗi ấy. Thì em enable đi, đây cô enable này, thế này là disable đúng không, thế này enable này. Đấy, cho phép luôn từ máy tính cho phép đấy, cho phép ở máy tính, thế là xong. Cô nghĩ là nếu mà em làm cái gỡ gỡ rối wifi ấy, gỡ rối thì chẳng qua là để nó truyền em, nó truyền gì nhỉ, nó truyền dữ liệu đấy. Đấy, khi mà xong rồi nhá thì lúc đấy nó như thế này.
lúc đấy các em thấy là nó đẻ thêm cái thiết bị nữa này, ví dụ vừa rồi cái máy ảo đấy nhá, bây giờ cái máy của cô này là cái Samsung, tên của nó đây đấy, thì thay bây giờ em chạy thôi, em cứ chạy thôi đây, cô chạy nhé, cô chạy, bây giờ nó không build ra cái máy ảo nữa mà nó build ra cái máy xách tay của cô, à, cái máy gì nhỉ, nó gọi là cái máy gì em, ừ, cô không làm trả lời đi đâu hết rồi. Đây. Máy tính bảng của Máy tính Ừ. bảng. Đấy, nó build ra cái máy tính bảng đây. Cô lại dừng chia sẻ. Đây, cô dừng chia sẻ. Cô lại chia sẻ cái máy tính bảng cho bạn xem. Sao cô có thể để kiểu chia sẻ hai màn hình cũng được đấy ạ? Cô làm tí thôi. À, Dạ. em nhìn đây, nó chạy chưa? Hả? Đấy, nó chạy cái máy tính bảng của cô đấy. Đấy. Xong rồi cô có thể đóng cái thằng này lại, đóng cái thằng này lại đấy, thì nó ở đây, nó đây này, đây cô còn hai bài nhóm 3 và nhóm 4 này em, đây cái nhóm mình đây, nó chạy bình thường, nó chạy em thấy là nó chạy như nhau, nó chạy cái máy tính như nhau đấy nhé, dừng chia sẻ ao luôn thằng này, đóng tất cả. Đấy, cô rút nó ra nhé. Tức là cái dây đấy nó phải là cái dây truyền dữ liệu các em nhé. Nó không phải là cái dây ấy đâu. Nó không phải là cái dây gì nhỉ. Nó không phải là cái dây. Nó không phải là cái dây ấy. Wow. Dừng.